Xin kính chào các quý vị. Chào xuân 2021, Thiên Hà Audio chúng tôi đã đưa một bộ đôi sản phẩm đến từ quốc gia Đan Mạch. Đó là bộ đôi tham chiếu của hãng Grifom. Đó là chiếc Premly Zena và hai cục monoblock của hãng, đó là cặp Atelium. Và đây là mỗi một cục này thì có trọng lượng lên tới hơn 100 cân. Còn hiện tại trước mặt các bạn đây là con Premly và tôi sẽ xin phép khui thùng để các bạn có một sự cảm nhận về cái đẹp của hàng sản xuất tại Đan Mạch cũng như là chúng ta cùng thưởng thức một sắc âm thanh như thế nào. Hãng Grifom này là một hãng luôn đưa những dòng sản phẩm rất tuyệt hảo đến cho người chơi. Đó là những chiếc âm ly chất lượng cao hàng đầu thế giới và luôn sử dụng những gần như là những mạch đã là chính để đưa dòng sản phẩm này. Và với một chiếc pre-bao như này thì tôi nghĩ đây là một trong những dòng sản phẩm nhất là khi đã đưa được đến cái sự tối ưu nhất của chất lượng âm thanh. Và chắc bạn đây là chân này là một quyển vừa là catalog hướng dẫn lại cộng thêm các cấu phụ kiện đi cùng của hãng đã bọc kín như này. Còn đây là một đôi găng tay. Và đây là một cái remote, và chiếc remote này thì chúng ta nhìn đây trông rất dị. Trông rất là đặc biệt. Và chiếc remote này thì nó chỉ có cái nút mute, standby, input và nút chỉnh volume. Còn đây là một cái tờ lead của hãng. Đây là hãng Zena và có remote và có một pay, một manual rồi các. Thì đây sẽ là một điều rất hết sức tuyệt vời. Và tôi cùng các bạn sẽ cùng được trải nghiệm. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa dòng sản phẩm ra ngoài. Ở đây còn thêm một cái sợi dây nguồn. Vâng, sau khi khui thùng dòng Pre thì đã có sự hiện diện của dòng Zena đây rồi. Và khi bê ra thì đã thấy cái sự chắc chắn và cái đẹp của dòng Pre này, các bạn nhìn qua đây. Và một chút nữa thôi tôi sẽ bóc cái răng ti này và để lên trên và các bạn sẽ nhìn về cả mặt đằng sau này nữa. Để các bạn có sự cảm nhận về các đường ra và đường vào. Và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm. Còn hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu bộ đôi monoblock, người ta gọi là quỷ dữ hoặc là thú dữ, vì đây nó là 100 cân. Và với một hệ thống thùng như thế này thì các bạn biết là chiếc thùng này thì đang chứa đựng một cục monoblock có nặng tới 100 cân. Nhưng mà chúng ta cũng phải tìm xem cách khui như thế nào cho nó phù hợp, vì cái dòng này tương đối là nó nặng và nó... Đó, thực tế ra thì nhìn qua thì trông có vẻ rất khó, nhưng mà nếu mà mình biết cách làm thì nó cũng không phải là khó lắm. Đó là những cái lần lượt tôi sẽ cười. Nhưng mà các bạn nhìn thấy tại sao đây là cũng có, đây là cũng có, là vì đây là một khối nặng lên đến 100 cân, nên người ta phải cởi bỏ toàn bộ các đai này ra và chỉ để lại riêng cái phần monoblock nằm ở trên một cái khối này thôi. Nên các bạn cũng cùng tôi trải nghiệm cái này. Vâng, sau khi đã khui thùng thì các bạn cũng đã thấy trên phòng test lab của Thiên Hà, đây là một bên của khối monoblock Diablo Antelium. Và khối này thì có nặng trong lượng lên 100 cân. Và bây giờ tôi sẽ là người được công ty tín nhiệm và khui thùng và bóc guarantee của cặp loa này, và chúng ta cùng canh đồ lên đánh. Nhưng mà trước khi tôi muốn nói về cái khui thùng với cái bóc guarantee này thì tôi thấy đây là một cái khối gọi là một cỗ máy hoàn hảo trong âm nhạc. Nó quá là đẹp. Đầu tiên các bạn nhìn thấy một khối nó vuông vức như này. Nó có chiều sâu thì hơn 60, chiều rộng thì hơn 50 và chiều cao thì gần 30. Nhưng mà nó đây là gần như là một cái sự gọi là kiệt tác của trong âm nhạc để dành cho các audio file với những cánh tăng nhiệt hình sơn cá này, các bạn nhìn xem. Rồi, và đây là các hình đối xứng của hai cái mảng này. Cộng thêm một mặt hình tròn, và đây là một hình ảnh của sư tử bay, thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Đan Mạch. Đó, còn trên mặt đằng trước này là cả một hệ thống Mika. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được phép được bóc cái guarantee này. Thật là rất nhiều cảm xúc khi được trải nghiệm cái bóc cái này. Đó.
bắt đầu những cái vẻ đẹp nó đã được lộ dần ra. Đó. Thì các bạn đã nhìn thấy ngay đây một cái khối giữa này trông giống như một khối mô đun. Đó, các bạn nhìn thấy. Và tiếp tục tôi sẽ bóc đến thành thứ hai. Với dòng Griffon này thì vẻ đẹp không những nằm ở ngoài vòng vỏ sản phẩm mà chất lượng thì lại còn tuyệt hảo hơn cả những người chơi audio mong đợi. Và cũng bật mí với các bạn, đây là những dòng sản phẩm mà gọi là danh bất hư truyền, được các audiophile trên toàn thế giới rất là ngưỡng mộ. Đó. Và dần dần cái sự nét đẹp nó đã được lộ dần ra. Đó là một sự tuyệt hảo về mặt đằng trước này. Còn cũng không phải để các bạn đợi lâu, sau đây thì tôi sẽ xin bóc nốt được thùng bên kia. Nhưng mà vì thời gian bóc thì cũng làm mất của các quý vị rất là nhiều thời gian. Và có một sự trải nghiệm và hệ thống cắm rút này thì tôi nghĩ là tương đối là khó, vì những dòng này nó đều dùng các cái dây đặc chủng như là dòng C19. Thì hiện tại Thiên Hà chúng tôi để phối ghép những dòng này thì chúng tôi lại dùng đến các cái dòng dây chất lượng cao của hãng Nostrad. Đây là những dòng dây của pha la tham chiếu của hãng để chuyên môn để phục vụ cho những bộ dàn Ultra High-End và các dây nguồn cũng dây RCA. Thì cũng xin phép các bạn là để chúng tôi kênh đồ vào các vị trí và chúng ta có buổi test, thì xin hẹn vào một YouTube sau. Xin cảm ơn.